Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Thì còn khoảng một tháng nữa là tới Tết Việt Nam của mình đó. Bên Na Uy Diễm ở thì không có Tết Việt Nam, nhưng mà Diễm, nhà Diễm nè, má chồng của Diễm cũng hay làm bánh tét đó. Thì hôm nay á, nhận được yêu cầu thì Diễm cũng làm bánh tét. Diễm làm theo cái kiểu bánh cổ truyền, tức là mình sẽ dùng nếp sóng để mình gói bánh luôn. Thì cách làm cũng không có khó, và cái bánh ra rất là thơm và ngon. Cách làm như thế nào? Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh tét nhân thịt đậu xanh với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần lá chuối. Thì lá chuối này Diễm mua ở tiệm A Food ở Oslo nha. Cái lá này thì nó rất là mềm, nó mềm hơn cái lá bình thường Diễm mua ở những cái tiệm khác, nên Diễm thấy là gói nó dễ dàng hơn. Mình nên lựa cái lá chuối nào mà nó đừng có dày quá và nó giống như nó còn nguyên dạng nhiều đó. Mình mở ra ở trong thì coi sẽ có những cái lá rách, thì mình cứ chọn cái lá nào to nhất mình cắt ra 18 cái ha. Thì cái kích thước Diễm có để ở phần sau của video. Mình rửa cho sạch và mình để cho ráo. Nếu mà nó cứng quá thì mình có thể trụng sơ qua nước sôi, hoặc mình hơ trong lò nướng cho nó mềm lại. Ở đây Diễm có một ký nếp, mình vo cho nó sạch ha. Diễm dùng nếp của Thái Lan. Để cho màu bánh nó xanh và nó thơm hơn thì Diễm sử dụng lá dứa. Diễm cân 100 g lá dứa, mình xay với 1 lít nước, xong mình bỏ cái sát đi ấy, thì mình được cái phần nước này. Thì 1 ký nếp á, Diễm ngâm với 1 lít nước cốt lá dứa thì Diễm thấy nó vừa đủ luôn, mình không có cần ngâm nhiều quá ha. Mình cho nước vào á, thì mình trộn lại cho cái nếp á, nó ngập trong nước là được. Và mình sẽ ngâm trong vòng từ 3 cho tới 4 tiếng cho cái nếp này nó mềm ra và nó thấm màu đó. Mình đừng có ngâm lâu quá thì cái hạt nếp nó sẽ bị bể và nó không có ngon. Bây giờ Diễm đi nấu đậu xanh, thì Diễm có 300 g đậu xanh mình vo rửa sạch. Tiếp theo Diễm cho vô 600 ml nước, hoặc là mình đổ khoảng một lóng tay á là được. Mình nêm vô 1 muỗng cà phê muối. Bật bếp lên á, mình nấu cho đậu xanh và nước này nó sôi. Khi mà mình thấy sôi thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình hớt bọt cho thật là sạch. Mình nấu ở lửa trung bình này á, tới khi nào mà mình thấy nước cạn còn xăm xắp mặt đậu đó thì bắt đầu mình mới hạ lửa và mình đậy nắp, mình nấu cho đậu xanh mềm. Đó, cái nước nó còn như vậy. Nhưng nếu mà mình đậy nắp sớm á, thì nó dễ bị trào lắm. Diễm hạ xuống cái lửa nhỏ ha, và mình nấu trong vòng 20 phút thì đậu xanh nó sẽ chín mềm. Khi đậu xanh chín rồi á, vừa chín luôn á, thì mình sẽ cho đường vào ha. Thì Diễm múc ra đây cho dễ thấy, còn mấy mình cho trực tiếp vô trong cái nồi cũng được. Mình nêm vào cái phần đậu xanh này 1 muỗng canh đường cát nha, giúp cho cái nhân đậu của mình nó có cái vị nó đậm đà, nó ngon hơn. Nếu mà mình thích mình cũng có thể xay nhuyễn cái đậu xanh này ra, nhưng mà Diễm thấy mình chỉ cần tán ra cho nó đều là được, tại mình nấu nó cũng sẽ mềm hơn đó. Mình trộn đường cho đều rồi thì mình để cho nó nguội nha. Khi mà nó nguội nó sẽ cứng lại, còn bây giờ thì nó hơi lỏng. Ở đây Diễm có 500 g thịt ba rọi. Thì ba rọi mình lựa thịt nhiều mỡ thì nó sẽ ngon á. Thịt nhiều quá thì lúc mà mình nấu xong thì nó dễ bị khô. Mình cắt ra thành từng miếng nha. Cái chiều dài của miếng thịt này là 10 cm. Mình cắt ra miếng như vậy thì mình gói nhuyễn nó dễ hơn. Diễm nêm vô 2 phần 3 muỗng cà phê muối, 1,5 muỗng cà phê đường. Dạ, mình ướp vô trong thịt thì mình nên ướp tiêu hạt ha. Diễm có 2 muỗng cà phê tiêu hạt như vậy. Mình giã rồi mình dầm dầm ra tí xíu á, cho nó bể cái hạt tiêu ra. Cũng còn nguyên hạt to to thì mình ướp vô thịt á, nó sẽ thơm. Và lúc mà mình nấu bánh tét xong mình ăn nó ngon hơn nhiều lắm. Để cho thịt thơm thì Diễm cho vô 50 g hành tím mình cắt lát như đề. Mình đừng có bầm ra nha, tại vì chút xíu nữa mình sẽ bỏ cái phần hành tím này ra. Mình trộn đều rồi mình cất tủ lạnh á, cho cái thịt nó tươi. Nhà Diễm thì ăn bánh tét thích ăn cái miếng thịt nó to, còn nếu mà mình không thích thì mình bớt cái lượng thịt lại. Đậu xanh sau khi nguội rồi thì mình sẽ mang đi chia, mình cứ cân tổng cộng được bao nhiêu á mình chia cho 6. Thì Diễm chia 6 á, thì mỗi cái viên nhân á, là 130 g. Mình tán ra cho đều rồi mình cho cục thịt vô ngay giữa ha, rồi mình túm lại cho nó tròn tròn thôi. Sau đó mình mở cái màng bọc thực phẩm ra nè, và bắt đầu á, mình quấn nó lại. Thì cái chiều dài á, khoảng cỡ 12 cm nha. Đó, mình quấn xong mình xe hai đầu. Mình xe như vậy thì cái miếng nhân của mình á, nó sẽ đều, nó đẹp. Thì khoảng 12 cm nha, cho một cái đòn bánh tét. Đó, Diễm đã làm nhân xong hết rồi thì mình để cho nó gần với nhau rồi. Giống như mình chỉnh lại cho nó đều á. Bây giờ mình để qua một bên ha.
Mình qua mình chuẩn bị cái phần nếp thì nếp Diễm đã ngâm được 4 tiếng rồi. Nếu mà mình quan sát kỹ thì mình thấy cái hạt nếp nó đã ngấm cái màu xanh á, nhạt thôi nhưng mà nhìn rất là đẹp. Và cái nếp nó vẫn còn nguyên hạt á, nó không có bị giống như là mềm quá nó bị bể đó. Thì bây giờ á, mình đem cái nếp này á, mình đổ ra cho nó ráo nước nha, cho nó ráo cái nước lá dứa nè. Đó, Diễm đổ cái nước này đi, mình để ở đây cho nó ráo khoảng cỡ 5 phút. Nếu mà mình không có lá dứa, mình làm bằng nếp bình thường ngâm với nước thôi cũng rất là ngon rồi. Sau khi ráo nước rồi, Diễm sẽ cho vô 2 muỗng cà phê muối. Thì đầu tiên á, Diễm cho vô 1 muỗng cà phê trước, rồi Diễm xóc nó lên, nó cho muối nó thấm đều với cái hạt nếp. Và sau đó Diễm mới tiếp tục cho thêm 1 muỗng cà phê muối vô nữa. Mình nhớ mình xóc lên cho đều nha. Và mình để ở đây, bây giờ mình đi chuẩn bị gói bánh. Thì Diễm có 6 cái sợi dây cô tông, mỗi sợi là 200 cm ha. Thường Diễm gói thì 180 cm nó cũng đủ rồi, nhưng mà mình cắt luôn 200 cho nó thông thả. Diễm có 12 sợi dây thun này ha, mình dùng thun để mình cột bánh lại cho mình gói cho nó dễ. Về lá chuối thì một đòn bánh tét mình sẽ có 4 lá hình chữ nhật và 3 lá hình khoảng cỡ như hình vuông vậy đó. Thì hai cái lá đó mình sẽ để cái bề mặt bóng của lá ở phía dưới nha, và cái gân lá nó sẽ song song với mình. Cái lá thứ ba thì mình để cái bề mặt bóng lên trên, và cái gân lá nó sẽ ngược lại với hai cái lá bên dưới, tại vì mình sẽ cuộn bánh lại khi mình nấu chín, mình gỡ ra nó dễ hơn. Về nếp á, thì mỗi cái đòn á, là khoảng 240 tới 250 gram nếp á. Mình múc trong cái chén rồi mình chia ra làm hai, mình lấy 1/2 này á, mình cho ở dưới, mình trải ra ha cho nó vừa đủ cái chiều dài với lại cái viên nhân á. Mình dùng cái muỗng á, mình tém cái nếp ở hai cái đầu của viên nhân lại, tại tí xíu mình sẽ cho nếp vô thêm nữa sau. Sau đó mình sẽ chia cái phần nếp còn lại thành 1/2, và mình lấy cái phần này á, mình cho lên bề mặt trên của viên nhân nha. Thì cái nếp mà chưa có chín như vậy á, thì mình gói cũng rất là khó đều, thì mình cũng cố gắng mình trải sao cho nó thật là đều là được. Sau khi á, mình rải cho nó đều, bắt đầu mình cuốn lại nha. Đó, mình chỉ cần xếp rồi nó lại rồi mình díp cái mí lại như vậy. Và mình cuốn lại, mình lấy hai cái lá ở dưới mình cuốn cho chặt chặt tay tí xíu ha. Và mình bẻ một đầu nó lên, mình dùng tay mình vỗ nhẹ cho nếp nó đều, và mình lấy thun á, mình cột ngay giữa của cái đòn bánh tét. Sau đó mình dùng kéo mình cắt bớt lá dư nha, mình canh á, mình chừa cái khoảng, và mình lấy 1/2 cái phần nếp còn lại mình cho vô, cũng vỗ nhẹ cho nếp nó đều. Mình dùng hai cái ngón cái của mình á, mình tém mình ấn xuống, rồi mình xếp hai cái góc hai bên và cuối cùng là cái góc còn lại vào, sao cho nó hơi vuông vuông á thì mình gói cái bánh nó nhìn nó đẹp. Mình lấy một cái miếng lá chuối mình để cho nó thiệt là vừa vặn ha. Và cái miếng lá chuối thứ hai cũng vậy, mình xé bớt nếu mà nó to quá. Sau đó mình lấy thun mình cột lại nha. Rồi mình cho cái đầu còn lại lên, và mình cũng làm y chang vậy, mình gỡ cụm thun ngay giữa ra, cho hết cái phần nếp còn lại. Và cũng xếp 4 góc lại với nhau. Và tiếp theo là hai cái lá. Thường á, Diễm gói là Diễm chỉ có một cái miếng lá chuối ở trong, rồi ở ngoài là cái giấy nhôm á, để mình tiết kiệm lá chuối. Còn má chồng Diễm hồi xưa gói là to gói toàn bằng giấy nhôm không á, tại không có lá chuối. Đó, sau khi mình gói xong rồi, bây giờ bắt đầu mình cột, thì Diễm sẽ chụm hai cái đầu dây cột lại. Rồi sau đó mình kéo cho hai cái đầu nó so le với nhau, thì cái độ dài trên lệch đó là 20 cm ha. Thì cái sợi dây mà nó dài á, Diễm thường Diễm để bên phía bên tay phải của Diễm, còn sợi dây ngắn thì bếp bên tay trái đó. Cái đầu dây thì mình để lên trên như vậy, và mình đặt cái đòn bánh tét ngay giữa luôn ha, và mình luồn dây vào. Thì cái cách cột này á, thì Diễm thấy rất là dễ và nó không có bị đau tay. Cái lúc trước có nhiều khi Diễm cột từng dây á, Diễm thấy rất là đau. Đó, rồi mình cứ quấn qua một vòng rồi mình luồn dây ở dưới thôi. Mình không có cần siết cho nó chặt tay lắm ha. Đầu trên cũng vậy, mình cũng quấn một vòng rồi mình luồn cái dây lên. Rồi mình lật cái đòn bánh tét lại ha. Mình kéo lên và mình chéo cái dây nó lại với nhau, giống như hình chữ thập vậy đó. Rồi mình mới trở đầu, lúc này là mình đã gần xong, mình chỉ cần luồn dây vô cho nó chắc hơn á, và mình cột lại thôi. Mình muốn cột gút cũng được, hoặc mình muốn cột cho nó dễ mở cũng được. Sau đó mình cắt bỏ hai sợi dây thun ha, mình hy sinh hai sợi dây thun để mình cột cho nó dễ hơn. Rồi mình chỉnh cái dây lại cho đều. Thì làm bánh tét á, Diễm thấy cực nhất là cái khâu gói này thôi, chứ thật ra làm cũng dễ dàng, không có khó ha.
Bây giờ á, xong xuôi 6 đòn rồi á, mình mang đi nấu chín thì Diễm chia sẻ ba cái cách nấu, thì ba cái cách này á, Diễm cũng đều áp dụng và Diễm thấy ra bánh cũng đều ngon, nhưng mỗi cách nó cũng có cái ưu và khuyết điểm. Thì đầu tiên là nấu bằng nồi Instant Pot, thì cái nồi này á, mình sẽ dùng cái chức năng là kho, giống như kho thịt đó, và mình sẽ để là áp suất cao nhất ha, và nấu ở cái là nhẹ nhất luôn trong vòng 20 phút. Sau 20 phút ấy, thì mình sẽ xả lò và mình mở ra mình trở cái đầu bánh, tại vì nước nó sẽ không có ngập được đó. Sau khi trở đầu bánh xong thì mình lại tiếp tục nấu y chang như vậy 20 phút nữa thì cái bánh của mình nó sẽ chín ngon, không có cần mất nhiều thời gian. Tiếp theo là mình có thể nấu bằng cái nồi slow cook, tức là cái nồi nấu chậm á. Thì cái nồi này á, nấu rất là khỏe, nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó nhỏ quá đi. Thường nếu mà cuốn 6 đòn như vậy thì không thể nào nấu hết được. Thì nếu mà nấu bằng cái nồi này á, mình sẽ nấu ở cái chức năng là thấp nhất ha, và mình nấu trong vòng 6 tiếng thì cái bánh của mình nó chín mềm, nó ngon, mình không có cần phải canh nhiều. Và cái cách nấu cuối cùng là nấu theo như cái kiểu truyền thống đó, là mình nấu trên cái bếp lửa. Thì cái nồi đó mình nên đặt một cái giống như cái vỉ như vậy nè, nếu không có thì mình để đũa cũng được, mình đừng có cho bánh nó chạm vô cái đế. Rồi sau đó mình sẽ cho bánh rồi cho nước vào, mình cho một cái lớp lá chuối lên trên, lưu ý là cái nước phải ngập bánh nha. Và mình sẽ dùng cái vật gì nặng nặng đó mình đè lên trên, tại vì nếu mà không làm như vậy thì cái bánh nó nổi lên trên nó dễ bị sóng cái mặt nếp ở trên lắm. Mình dùng cái dĩa, Diễm phải dùng tới hai cái dĩa luôn, tại chút nữa nước sôi thì Diễm thấy nó giống như nó bị nổi lên. Khi mà nước sôi rồi thì mình sẽ hạ xuống cái lửa, làm sao mà mình nhìn vào mình thấy lúc nào nó cũng sôi lăn tăn lên tí xíu, tức là không phải sôi sùng sục ha. Thì Diễm thấy cách này là ngon nhất, đừng có nấu cái lửa cao quá, cái bánh của mình nó rất là dễ bị té. Thì cái này mình nấu 4 tiếng là bánh chín, mà lúc này đã là 2 giờ sáng rồi nên Diễm đi ngủ. Diễm canh giờ mà không ngờ là ông xã thấy mình ngủ ngon quá nên dậy lấy bánh ra giùm mình luôn. Mà anh lấy bánh ra thì anh chỉ nhớ là nhúng nước lạnh thôi, chứ anh không nhớ là để cho cái bánh nó đứng lên, nó ảnh xếp như vậy. Thành ra cái lúc mà mình cắt bánh ra thì nó bị nhão hết một bên. Mình lưu ý là mình sau khi mình nhúng vô nước lạnh á, thì mình sẽ để cho bánh nó đứng ha. Ở Việt Nam nhiều khi người ta treo nó lên luôn đó, để cho nước nó chảy xuống cho cái bánh mình nó khô khô ráo nó ngon. Để Diễm cắt ra thử đó cái bánh nè, thì mình nhìn kỹ ha, do mình để cái bánh nó nằm á, thành ra nước nó bị động lại nên cái lúc này nó hơi bị nhão nè. Diễm làm đợt này Diễm cũng tính cho đó nên là Diễm chỉ cắt ra một đòn thôi. Cái bánh này á, thì cái nhân thịt nó đậm đà ha, và cái nếp á, nó thơm á, ăn rất là ngon dẻo nữa. Thì Diễm rất là thích ăn cái bánh tét kiểu truyền thống như vậy, đơn giản thôi. Bánh này á, thì lúc mà mình cắt á, mình sẽ dùng cái sợi dây mà gói bánh á, mình cắt luôn, mình tháo dây ra cũng dễ dàng. Mình bỏ hai cái lớp lá chuối ở bên ngoài ra nha, còn cái lớp lá chuối ở trong cùng nhất á, thì mình cứ tước theo cái dòng của nó thì mình cắt bánh nó dễ. Bánh tét á, nếu mà nhiệt độ nhà mình nóng thì mình nên bảo quản trong tủ lạnh hoặc là tủ đông đá thì nó sẽ ngon hơn. Khi ăn thì mình chỉ cần hâm lại thôi, nó sẽ mềm, nó dẻo. Hôm nay Diễm nhờ ông xã Diễm cắt bánh tét giùm nè, ở nhà gọi ảnh là chuyên gia cắt bánh tét á. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh tét này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.